jej. Em có muốn nghe một chút nhạc không? Cô chủ mới về. Mẹ! Thôi, em vào nhà đi. Ở ngoài đây gió lạnh lắm. Thật sự hồi nãy anh không thấy cô gái đó hả? Em chỉ đòi mất trí nhớ thôi. Em đừng tạo áp lực cho bản thân mình nữa. Anh không tin tôi. Cô là ai? Tôi là cô.